Buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ giải cái đề minh họa số 2. Cái này thì nó sẽ khó hơn cái đề trước một chút. Các câu ở đằng sau thì nó sẽ nhiều câu khó hơn. Tuy nhiên mỗi đề thì chúng ta sẽ có vài 3 4 đến 5 câu đến 5 câu khó giúp cho chúng ta nó nâng cao kỹ năng giải toán của mình lên. Mà đương nhiên là chúng ta cũng cũng không quên là chúng ta phải làm cho đúng hết được ít nhất là 30 câu ở đầu bài. Rồi, chúng ta bắt đầu. Các câu dễ thì chúng ta sẽ comment. Câu 1. Đặc hiệu điện thế U và hai đầu một đoạn mạch thì có cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch này. Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong khoảng thời gian T được tính bằng phương thức nào? Chúng ta có điện năng tiêu thụ thì được tính bằng U nhân I nhân cho T. Dễ dàng chúng ta nhận thấy rằng cái biểu thức tính điện năng tiêu thụ này nó đúng bằng biểu thức tính nhiệt lượng tỏa ra. Điều này nó cũng là dễ hiểu thôi, bởi vì những cái đoạn mạch mà chứa R thì cái phần tử mà tiêu thụ điện năng nó chính là R, và cái điện năng tiêu thụ nó sẽ tương ứng với nhiệt lượng mà nó tỏa ra. Câu 2. Một thanh kim loại chiều dài L đặt vuông góc với các đường sức từ của một tự trường đều B cho thanh chuyển động đều với vận tốc là V trong một mặt phẳng vuông góc của đường sức từ. Từ thông qua diện tích S mà thanh này quét được sau khoảng thời gian T là biểu thức nào? Kém lưu ý, đây là thanh của chúng ta chuyển động về phía bên này. Vậy trong khoảng thời gian T thì nó sẽ quét được một cái diện tích, thầy vẽ bằng màu màu tím. Chúng ta có F thì bằng V nhân cho T nhân cho L. F bằng V nhân T nhân cho L. Vậy từ thông của ta nó sẽ được tính bằng biểu thức là A B nhân L nhân V và nhân cho T. Được chưa nào? Câu số 3. Mối liên hệ giữa tần số góc omega và chu kỳ T của một phòng chạy động điều hòa là mối liên hệ nào? Chúng ta có omega thì bằng 2π chia cho T. Mình chọn đáp án là C. Câu 4. Một con lắc lò xo đang chạy động điều hòa thì cơ năng của con lắc chúng ta chọn đáp án nào? Cơ năng của con lắc chúng ta chọn đáp án nào? Câu 4 đây. Bằng thế năng của lò xo khi vận tốc của con lắc là cực đại. Bạn không có biết rằng là khi vận tốc cực đại thì vật ở đâu không? Khi vận tốc là cực đại thì vật ở vị trí cân bằng mà. Ở vị trí cân bằng thì thế năng nó bằng không mà, thì làm thế nào bằng cơ năng được? Chúng ta có cơ năng thì luôn bằng động năng cộng cho thế năng. Ta lưu ý điều này. Cơ năng thì luôn bằng động năng cộng cho thế năng. Nó có thể bằng thế năng của vật khi vật ở vị trí biên và động năng của vật khi vật đi qua vị trí cân bằng. Mà vị trí biên á, thì là cái vị trí nào trong các vị trí mà đề bài mô tả? Đó chính là vị trí mà lò xo giãn cực đại này. Và chúng ta chọn đáp án là C chứ. Không, mình sao lại sai câu số 4 phải không? Câu 5. Trong thực tế, dao động của con lắc đơn trong không khí là dao động tách dần. Biên độ của con lắc sẽ như thế nào? Dao động tách dần thì biên độ của con lắc sẽ như thế nào? Nhân chọn 5C. Đúng rồi, dao động tách dần thì các em sẽ có là biên độ giảm dần theo thời gian. Nhớ chưa? Câu 6. Một sóng cơ truyền trên một sợi dây với mức sóng là lambda và biên độ là A. Tỷ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử dây và tốc độ truyền sóng trên dây là biểu thức nào? A, Cường chọn A. Chúng ta có tốc độ cực đại là gì các em? Omega nhân A, vận tốc truyền sóng là V. Mặt khác chúng ta có V thì bằng lambda chia cho T, mà chia cho T chúng ta nhân T ngược lên thì lúc này các em sẽ có là omega này nhân a này, t thì bằng 2π chia omega. Ở dưới chúng ta vẫn còn lambda. Omega chúng ta đơn giản đi, như vậy chúng ta sẽ có là 2πa chia cho lambda. Mình chọn đáp án là A.
Câu 7, trong giao thoa sóng cơ để một điểm là cực đại giao thoa thì hiệu còn cách từ điểm đó đến hai nguồn phải như thế nào? Cực đại các em nhân cho đáp án là B, bằng phong cũng phải. Cực đại thì nó sẽ là bằng một số nguyên làm bước sóng, nhớ kỹ cho các em. D1 trừ D2 nó sẽ bằng là K nhân cho lambda. Câu 8, một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì kết luận nào sẽ ra là đúng? Dương A, bạn Linh cùng A. Bài này thì các em phải lưu ý thầy như sau này: khi sóng nó truyền qua các môi trường thì tần số của nó là không đổi. Tần số của nó là không đổi, hãy nhớ kỹ lúc nào. Khi sóng nó truyền qua các môi trường thì tần số của nó là không đổi. Tuy nhiên vận tốc truyền sóng ở các môi trường là khác nhau, do đó bước sóng của nó sẽ thay đổi. Bởi vì chúng ta có bước sóng thì bằng gì các em? Vận tốc truyền sóng chia cho tần số mà. Tần số ta không đổi. Nhưng mà khi sóng truyền từ không khí vào nước, chúng ta biết rằng là vận tốc truyền sóng ở nước nó lớn hơn vận tốc truyền sóng ở không khí. Do đó khi sóng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng của nó sẽ tăng, bởi vận tốc truyền sóng của nó tăng mà. Mình chọn đáp án là A. Câu số 9, hiệu điện thế U bằng 200 cos 100 bt mV có giá trị cực đại bao nhiêu? Bạn nhân cho đáp án là B. Cẩn thận như không bị lừa nha các em. 200 nhưng mà đơn vị của mình là mV, vậy mình phải chọn đáp án là B. Câu 10, đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu động mạch chứa cuộn cảm thuần. Cuộn cảm thuần thì phương trình của dòng điện trong mạch là phương trình nào? Em lưu ý thầy là cuộn cảm là cuộn cảm thuần nha các em. Cuộn cảm thuần thì U nó sẽ sớm phai hơn Y một góc là B chia cho 2, đúng chưa? Vậy thì chúng ta thấy pha ban đầu của U là 0, thế thì pha của ban đầu của Y phải là trừ B trên 2. Chúng ta loại cái đáp án này đi. Mặt khác Y0 của chúng ta nó sẽ bằng U0 chia cho ZL, tức là U0 chia cho L nhân Omega. Vậy các em chọn đáp án là A. À, chúng ta đã xong được 10 câu đầu tiên. Đấy, các em đã có được 2 điểm nữa rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục cố gắng thêm 10 câu nữa nè. Khi hoạt động một máy phát điện xoay chiều 3 pha tạo ra 3 xung động xoay chiều bình sinh có cùng biên độ là 200V, nhưng lệch với nhau là 2 pi trên 3. Tại thời điểm E1 là bằng trừ 100 căn 3, E2 bằng 0 thì E3 có giá trị bằng bao nhiêu? Dương B, Linh B, Quân cũng B luôn. Các bạn khác chưa biết làm ạ. Các em lưu ý tại là các cái số điện động này á, nó lệch vào nhau lần lượt một góc là 2 pi trên 3, nhớ chưa? Và cái biên độ của nó là 200, biên độ của nó là 200. Tại thời điểm T khi E1 của mình là trừ 100 căn 3, trừ 100 căn 3 là chỗ này đi, ta lấy chỗ này đi em, trừ 100 căn 3. Như vậy cái E1 của mình nó đang ở chỗ này, E1 ở chỗ này, đúng chưa? Thì cái E2 nó sẽ lệch thêm một góc 120 độ thì nó trùng ở chỗ này này. Tương tự E3 nó lệch một góc 120 độ thì nó là chỗ này. Dễ thấy rằng là E3 của chúng ta nó sẽ bằng là 100 căn 3. Góc này 90 độ, anh này là 100 căn 3 thì góc này là góc 30 độ này. Hoặc là chúng ta cũng có thể thấy rằng là chúng ta có E1 cộng E2 cộng E3 bao giờ nó cũng bằng 0 cả. Ba số biến động của máy phát điện xoay chiều á, nó có cùng về, nó có cùng biên độ với nhau, nhưng mà nó lệch pha nhau một góc 120, lần lượt 120, do đó tổng lại tại mỗi thời điểm nó luôn bằng 0. Và thì chúng ta sẽ thấy rằng là anh kia E3 của mình nó sẽ bằng là 100 phần 3. Hai mươi câu này đã có một vài bạn chưa biết làm rồi. Câu 12, máy biến áp là thiết bị hoạt động dựa vào hiện tượng nào? Máy biến áp là thiết bị hoạt động dựa vào hiện tượng nào? Rất
dễ để chúng ta trả lời. Máy biến áp của mình sẽ hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ, đúng chưa? Đấy, tất cả đều đúng rồi. Câu 13. Mặt chấn động LC lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm là L. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do, tần số dao động của mạch là tần số là F nha các em, nhớ kỹ nha. F của mình sẽ bằng là 1 trên 2π nhân căn bậc 2 của LC, chọn đáp án là B. Câu 14. Khi tìm hiểu về truyền thông bằng sóng điện từ thì một học sinh đã ghi lại các loại sóng và đặc điểm và công dụng của chúng. Nhưng mà vì sơ suất thì người ta quên lại, quên ghi lại cái phần, một cái phần chỗ ba chấm. Cái phần chỗ ba chấm là sóng gì các em? Rất là dễ đúng không? Chúng ta đã thấy trên bảng nó đã có sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, thì rõ ràng anh này sẽ là sóng cực ngắn rồi. Chúng ta chọn đáp án là B. Câu 15. Ánh sáng đơn sắc được định nghĩa là ánh sáng khi đi qua lăng kính sẽ như thế nào? Bạn Ly đáp án là B. Đúng rồi, ánh sáng đơn sắc nó sẽ là ánh sáng mà không bị tán sắc khi đi qua lăng kính nha các em. Lưu ý đây là định nghĩa sách giáo khoa đấy. Câu 16. Tia nào sau đây có bản chất là sóng điện từ? Tia nào sau đây có bản chất là sóng điện từ các em? À, nó chính là tia tia hồng ngoại, đúng chưa? Các tia beta cộng này, tia beta trừ này, tia alpha đều là hạt nhân phóng xạ phân rã ra. Hạt nhân phóng xạ ra. Câu 17. Cho H là hằng số Planck, C là vận tốc của ánh sáng trong chân không. Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì một photon có tần số là F thì có năng lượng được tính bằng biểu thức nào? Rất nhanh, chúng ta có thể chọn epsilon sẽ bằng Hz. Câu 18. Đúng rồi, là nhân chính xác rồi. Xét nguyên tử hydro theo mẫu nguyên tử Bohr, biết V0 là vận tốc chuyển động tròn của electron trên các quỹ đạo dương trên quỹ dịch đạo K. Vận tốc chuyển động tròn của electron trên quỹ đạo B là biểu thức nào? Quỹ đạo P. Cho em lưu ý chúng ta có các quỹ đạo lần lượt là gì nào? K này, L, M, N, B tương ứng với số lượng tử quỹ đạo 1, 2, 3, 4 và 5. V0 là vận tốc ở trên quỹ đạo đạo K. Hỏi trên quỹ đạo P thì vận tốc của nó được tính bằng biểu thức nào? À, KLMNOB đúng rồi, đúng rồi Phong. B là 6. Vậy thì chúng ta xử lý bài toán này như thế nào các em? Có lẽ nhiều bạn đọc thêm sách trong nào, xem nhiều video thì đã biết rồi. Tuy nhiên nếu các bạn chưa biết thì ta sẽ làm lại các em. Ở đây chúng ta có là electron của mình theo cái mẫu nguyên tử Bohr thì nó chuyển động tròn xung quanh hạt nhân. Hạt nhân của mình thì mang điện dương nha các em. Còn electron của mình thì mang điện âm, chuyển động tròn xung quanh. Được chưa nào? Khi electron mà chuyển động tròn xung quanh thì lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm. Lực tĩnh điện thì là tuân theo định luật Coulomb mình học ở lớp 11 đấy các em. Vậy chúng ta có lực tĩnh điện của mình được tính bằng K Q tuyệt đối chia cho RN bình bằng M V bình chia RN. Đó là công thức của lực hướng tâm nha các em. Lực tĩnh điện đóng vai trò lực hướng tâm. Từ đây chúng ta sẽ đơn giản đi một chút nào, đơn giản đi. Bên này nó có RN, bên này có RN bình, chúng ta đơn giản đi. Vậy từ đây thầy có là vận tốc của electron mà trên quỹ đạo N nào đó nó sẽ bằng là K tuyệt đối của tích 2Q chúng ta chia cho M, chúng ta chia cho nhân cho RN. Mặt khác theo mẫu Bohr thì em biết rằng là bán kính quỹ đạo thứ N nó được tính bằng N bình nhân cho R0, nhân cho R0. Vậy thì ta thêm vào đây có phải là
vận tốc của S trong trên quỹ đạo n và bình phương lên á, thì nó sẽ bằng là 1 trên n bình nhân cho k tích của 2q này m nhân r0. Chúng ta lấy căn bậc 2 đi, lấy căn bậc 2 hai vế. Chúng ta nhận thấy rằng cái cụm bên này nó là hằng số rồi. Nó là hằng số rồi. Vậy nếu ta lấy căn bậc 2 của hai vế thì chúng ta sẽ thu được là vận tốc của electron trên quỹ đạo n nào đó nó sẽ tỷ lệ nghịch với số quỹ đạo, số lượng từ quỹ đạo n. Vận tốc trên quỹ đạo n thì nó sẽ tỷ lệ nghịch với số lượng từ quỹ đạo n, ta nhớ kỹ. Bài này có lẽ là thầy sẽ đưa vào câu từ câu 30 trở lên. Mà khi ta đã biết quy luật rồi thì nó lại dễ, nên thầy mới đưa ra xuống dưới. Nhớ kỹ chỗ nào, vận tốc của electron trên quỹ đạo thứ n nó sẽ tỷ lệ nghịch với số lượng tử quỹ đạo n đó luôn, đúng chưa? Bây giờ ta để ý này, vận dụng bài toán này, v0 là vận tốc của electron trên quỹ đạo k, tức là v0 là vận tốc ứng với n bằng 1. Hỏi vận tốc trên quỹ đạo b mà chúng ta có quỹ đạo b là ứng với n bằng 6, v thì tỷ lệ nghịch với n mà n chúng ta tăng từ 1 đến 6 thì dẫn đến v chúng ta nó sẽ giảm đi 6 lần. Em chọn đáp án là b. Được chưa nào? Câu hỏi này nó sẽ nằm trong một cái bài giảng nâng cao, tuy nhiên là không hướng dẫn cho các em để tránh tạo áp lực cho mình. Khi đến phần giải đề thì chúng ta sẽ bổ sung. Được chưa các em? Được câu 18 này chưa? Và ở câu 18 này chúng ta nên nhớ rằng là electron chuyển động trong quỹ đạo thứ n thì cái tốc độ của nó tỷ lệ nghịch, tỷ lệ nghịch với số lượng tử quỹ đạo n. Trên trường làm gì mà áp lực lên? Trường đi học trốn đi uống trà sữa được mà áp lực cái gì? Áp lực đến nỗi phải nhảy qua cửa sổ đi uống trà sữa à? Câu 19, số neutron có trong hạt nhân kali 19-40 là bao nhiêu? Neutron mà các em, chúng ta sẽ lấy là số khối của nó là 40 này, mình trừ cho 19, các em sẽ được là 21, mình chọn đáp án là D, đúng rồi. Câu 20, để đảm bảo rằng chúng ta được 5 điểm. Tia beta cộng là dòng các hạt nhân nào các em? Tia beta cộng nó là dòng các hạt nhân nào đây? Hôm trước đã trình bày các em một lần rồi, nó chính là dòng của positron, nó là phản hạt của electron. Chọn đáp án là đi. Rồi, chúc mừng tất cả chúng ta đã được 5 điểm không nào. Bây giờ chúng ta sẽ phấn đấu 10 câu nữa để chúng ta đạt cái mức độ là 7,5. Ta đạt được 7,5 đó là một con điểm ta nghĩ rằng khá an toàn, đủ để chúng ta xét tuyển như trường đại học rồi. 7,5 chúng ta thêm cả phần may mắn nữa, lên 8 bình thường. Nhưng mà nhớ kỹ phải làm đúng vào câu đầu nha. Một điện tích Q bằng 5 nhân 10 mũ trừ 6 coulomb đặt tại M thì chịu tác dụng của lực điện có độ lớn là 4 nhân 10 mũ trừ 3. Nếu thay điện tích trên bằng điện tích Q2 bằng trừ 10 nhân 10 mũ trừ 6 thì lực điện tác dụng Q2 có độ lớn bằng bao nhiêu? Comment nào game. Bắt đầu từ câu 20 thì phải tính toán một chút rồi. Cường đáp án là D. 6 nhân cho 10 mũ trừ 3. Đáp án là C. Các em lưu ý với thầy này, lực điện tác dụng lên điện tích thì nó sẽ bằng là Q nhân cho E. Triệt đối của Q nhân cho E các em. Ở đây là nó nằm trong một điện trường nên E là không đổi này, E là hằng số. Vậy thì chúng ta chỉ việc so sánh hai cái triệt đối của Q trước và sau thì chúng ta sẽ ra nhanh kết quả thôi. Ban đầu cái Q ban đầu của mình nó là 5 nhân 10 mũ trừ 6 này. Cái Q lúc sau là trừ 10 nhân 10 mũ trừ 6, nhưng mà chúng ta ở cái phần tính lực chúng ta chỉ quan tâm đến độ lớn của nó là triệt đối mà. Vậy thì chúng ta nhận thấy rằng là cái Q2 của mình về độ lớn nó gấp đôi cái Q1. Điều này chứng tỏ rằng cái F sau á các em à, cái F lúc sau á nó sẽ bằng 2 lần cái F lúc đầu. 4 nhân 10 mũ trừ 3 thì ta sẽ có là 8 nhân cho 10 mũ trừ 3. Mình chọn đáp án là C.
Rồi tiếp nào. Một con led đơn có chiều dài là 0,5 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8. Thời gian để con led thực hiện một dao động toàn phần là bao nhiêu? Đó là một cái cách hỏi khác thôi. Bạn Nhân đã bán là 22A, bạn Ly cũng vậy. Rồi chúng ta có là thời gian để thực hiện một dao động toàn phần đó là một chu kỳ, mà một chu kỳ nó sẽ bằng 2 pi căn bậc 2 của L chia G. Dễ thấy nó sẽ bằng 1,4 giây. Chọn đáp án là A. Câu 23 là câu sóng dừng. Lưu ý khi sóng dừng ta đọc ta phải để ý đó là trường hợp nào, cố định hai đầu hay là một đầu cố định và một đầu tự do nha. Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng. À, hai đầu cố định này. Với số bụng sóng của nó là 4, bước sóng của mình là 260 cm, chiều dài sợi dây. Sóng dừng với hai đầu cố định thì chiều dài của sợi dây chúng ta nó phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. Nguyên lần nửa bước sóng. Sóng dừng trên dây với 4 bụng, tức là chúng ta sẽ có N là 4 cái bó sóng hoàn chỉnh. Đúng chưa các em? 4 cái bó sóng hoàn chỉnh. Mà mỗi bó của mình thì dài là lambda chia cho 2. Mà lambda của mình là 60, như vậy lambda chia cho 2 là 30. Vậy chúng ta có chiều dài là 120 cm. Mình chọn đáp án là D, đúng rồi. Rồi, vươn lên câu 24 nào. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và hai đầu cuộn cảm thuần thì dòng điện chạy qua cuộn cảm là 3A, biết cảm kháng của cuộn dây là 20 ohm, hỏi giá trị U bằng bao nhiêu. Rất dễ, chúng ta có U thì bằng Y nhân cho Z. Y của mình là 3, Z của mình là 20. Vậy U của mình bằng 60. Câu 25. Đặt điện áp xoay chiều và hai đầu mạch RLC máy nối tiếp. Dòng điện chạy qua mạch có giá trị hiệu dụng là 1A, biết công suất tỏa nhiệt trên R là 4W, hỏi giá trị R bằng bao nhiêu. Công suất tỏa nhiệt của ta chúng ta tính bằng gì các em? B nó sẽ bằng là Y bình nhân R. Không có bạn nào comment nha. Phong 25D, cũng 25D. B bằng Y bình nhân R. B của mình là 40W, Y bình của mình là 1, như vậy R của mình sẽ là 40 ohm. Khá dễ đúng không? Câu 26. Một sóng điện từ có tần số là 15 nhân 10 mũ trừ 6 Hz truyền ra một môi trường với vận tốc là 2,25 nhân 10 mũ 8 m trên giây. Hỏi quãng đường mà sóng truyền được một trong một chu kỳ là bao nhiêu? Đấy, nó bắt buộc ta phải suy nghĩ mà. Quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ á, nó chính là gì các em? Bước sóng. Mà bước sóng của mình thì bằng vận tốc truyền sóng chia cho tần số của sóng. Tần số của sóng. Chỉ có bạn Phong, bạn Quân, bạn Linh làm được à? Thay số vào, chúng ta sẽ nhận thấy đáp án của mình là bao nhiêu các em? 15 mét. Kiểm tra này, 2,25 nhân cho 10 mũ 8. Ta chia cho 15 nhân cho 10 mũ, 10 mũ 6. Đúng là 15 mét rồi. Rồi, ráng vươn lên câu 27 nào. Trong thí nghiệm dân về giải tỏa ánh sáng, khoảng cách trên màn quan sát là 0,5. À, khoảng vân trên màn quan sát là 0,5. Trên màn quan sát khoảng cách từ vân bậc 4 đến vân bậc 7 ở hai phía vân trung tâm là bao nhiêu? À, đến đây có sự khác biệt rồi. Bạn Quân là C, bạn Linh là A, bạn Phong là C, Linh Á gì á? Còn các bạn khác không làm được à? Bạn Ly đáp án là C, Linh đáp án là C, Hoàng cũng là C. Các em để ý thầy là khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 3 ở hai phía là 7 không vân nha các em. 7 không vân á. Mà 7 không vân sẽ là 3,5 nha, không được nhầm đâu. Bạn Linh chắc đọc nhanh quá rồi lại thấy là vân sáng bậc 4 là nghĩ đến vân sáng bậc 4 nó vân trung tâm quá. Câu 28. Trong chân không bức xạ có bức sóng nào sau đây thuộc miền ánh sáng nhìn thấy?
bước xạ có bước sóng nào sau đây thuộc miền ngành sách bên phải các em? Bạn quân đáp án là B, bạn nhân cũng là B luôn. Ánh sáng nhìn thấy của mình sẽ có bước sóng là từ bao nhiêu? 380 đến 760 nanomet. Dễ thấy đáp án của mình là B. Bạn Ly cũng vậy, đáp án là B đúng chưa? Chính xác rồi. Rồi, cố gắng lên câu 29 nào. Khi chiếu bức xạ đơn sắc mà photon của nó có năng lượng là epsilon vào kẽm thì gây ra được hiện tượng quang điện. Biết năng lượng cần thiết để giải phóng một electron của kẽm là A0, động năng ban đầu cực đại của nó được tính bằng phương thức nào sau đây? Bạn lên đáp án là B. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải nhớ lại cái kiến thức nền của mình, nó là công thức Einstein về hiện tượng quang điện. Theo đó, năng lượng của photon nó sẽ bằng công thoát cộng cho động năng cực đại, đúng chưa? Vậy thì từ đây các em sẽ có là động năng cực đại của mình nó sẽ bằng là năng lượng của photon trừ cho công thoát. Mình chọn đáp án là B. Rồi, câu 30 để an toàn nào. À, câu 30 cũng là một câu bình thường. Hạt nhân heli có độ hụt khối là 0,03038 U, lái 1 U bằng 931,5 MeV trong volt trên 7. Năng lượng liên kết của heli tính trên 1 nucleon là bao nhiêu? Năng lượng liên kết của nó tính trên 1 nucleon là bao nhiêu? Các em lưu ý, năng lượng liên kết mà tính trên 1 nucleon nó chính là năng lượng liên kết riêng. Và thì chúng ta chỉ việc tính năng lượng liên kết và chúng ta chia cho số khối mà thôi. Năng lượng liên kết của mình thì mình tính gì nào? Năng lượng liên kết của mình thì mình làm gì? Lấy độ khối nhân cho C7, tức là 0,03038 nhân cho 931,5 rồi là chia cho 4 nào. Câu này các bạn sai. 7,07. Vậy mình chọn đáp án là A. Bạn Phong chọn đáp án là D. Rồi, anh Phong. Rồi, anh Phong ơi. Đấy, đó, chúng ta nên tự tin quá nào. Tự tin mà làm thế nào làm. Chúng ta cứ làm chắc chắn cho được 30 câu đầu các em. 30 câu đầu mà chúng ta làm chắc chắn được thì điểm chúng ta nó sẽ tốt hơn. Đây là một cái chiến thuật hợp lý không nào. Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho các câu vào nhìn cao thì không hẳn là hiệu quả hơn các bạn làm tập trung cho nhiều cho các câu và trung bình và trung bình khá đâu. Rồi, bắt đầu từ câu 31 thì chúng ta phải tính toán một chút rồi. Đúng chưa? Câu 31. Một con led đơn có chiều dài là 64 cm, dao động điều hòa với biên độ góc là alpha 0. Tại nơi có giao thấp trọng trường là G bằng 9,85m trên dây bình và thời điểm T bằng 0, con led ở vị trí cân bằng. Từ thời điểm T bằng 0 đến thời điểm T bằng 1 giây thì con led đi được quãng đường là 26 cm. Hỏi góc alpha 0 bằng bao nhiêu? Trong đề thầy gửi các em đó là một câu dao động cơ, con led là xo. Tuy nhiên thay bằng câu này để cho nó hợp lý hơn. Bữa nay chưa có cái câu này về con led đơn cả. Đâu mà tính toán cả. Con led đơn ta đang có chiều dài là 64 cm thôi nè. Chúng ta cứ tính chu kỳ của nó ra. Chúng ta có chu kỳ của con led đơn bằng 2pi nhân căn bậc 2 của L chia cho G. Tính nào. 2 sin pi nhân căn bậc 2 của L của mình là 0,64 này chia cho G là 9,85. Vậy chúng ta được cỡ là 1,6 giây. Chu kỳ của mình cỡ 1,6 giây nha các em. Tại thời điểm T bằng 0 thì con led ở vị trí cân bằng. Kể từ thời điểm T bằng 0 đến thời điểm 1 giây thì con led đi được quãng đường là 26 cm. Mà chúng ta vẽ cái đường tròn ra nào. Vẽ đường tròn ra. Ban đầu thì con led của mình ở vị trí cân bằng. Em có thể chọn vị trí này chẳng hạn. Vị trí cân bằng. Người ta không nói vị trí nào mà. Chúng ta cứ chọn vị trí trên cho nó dễ đi. Đó là thời điểm T bằng 0 này. Đến thời điểm T bằng 1 giây. 1 giây thì chúng ta có thể tách ra một chút nha các em. Tách ra này. Bởi vì 1 giây của mình á, nó sẽ bằng là 0,8 giây
cộng cho 0,2 ra rồi mà. Đúng chưa? 1 thì bằng 0,8 cộng cho 0,2 rồi. Chúng ta tách như vậy vì sao? Bởi vì chúng ta biết rằng là cứ mỗi nửa chu kỳ thì con lách của mình nó đi được quãng đường là 2 lần biên độ. Như vậy là đến 0,8 giây thì nó đi đến chỗ này rồi này. Chỗ này là 0,8 giây này, nửa chu kỳ á. Như vậy còn 0,2 giây, 0,2 giây thì nó sẽ bao nhiêu chu kỳ? Ta lấy chu kỳ của mình là 1,6 này, ta chia cho 0,2 là được bao nhiêu game? 8. T trên 8. T trên 8 thì nó đi thêm một góc là bao nhiêu độ nữa game? Tính xem. Thật ra nếu ta làm nhiều ta đã biết nó là bao nhiêu độ rồi. 45 độ chuẩn rồi, tức là nó quét trên đây. Và là cái quãng đường nó đi được thêm đến chỗ này. Đây. Đúng chưa? Như vậy là cái tổng quãng đường mà nó đi được nó sẽ bằng là thứ nhất là 2 lần biên độ. Lưu ý đây là con lách đơn nha các em. Thì biên độ của nó là biên độ dài, biên độ cong cộng với cái đoạn là căn 2 trên 2 của biên độ. Đề bài cho chúng ta là bao nhiêu cm nào? 26 cm. Từ đây chúng ta sẽ suy được là S0 sẽ tử bằng bao nhiêu. Các em sẽ lấy 26 đúng không? Chúng ta chia cho 2 cộng cho căn 2 trên 2. Mình được là 9,6 cm. 9,6 cm. Có S0 rồi làm thế nào để mình tính được alpha 0? Chúng ta có S0 thì bằng L nhân cho alpha 0. Vậy thì từ đây em có là alpha 0 nó sẽ bằng L ở S0 chia cho L. Tức là ta lấy kết quả này này, answer này, chúng ta chia cho L của mình là bao nhiêu? 64. Em được kết quả là 0,015. Nhưng mà radian nha các em. Radian. Từ radian thì làm thế nào để mình đổi sang độ? Chúng ta lấy kết quả này, chúng ta nhân cho 180. Rồi chúng ta chia cho pi. Em được là 8,8 cỡ 8,6 độ. Em chọn đáp án là A. Thấy em thấy không? Từ câu 31 chúng ta lấy được 0,25 đâu, chưa hẳn là dễ. Chưa hẳn là dễ. Nhiều khi ta làm được một hai câu đã là thành công rồi. Rồi các em rõ câu này chưa nào? Chưa? Rồi chúng ta sang câu tiếp theo. Những câu từ 31 trở đi là mình đang cố gắng mình nâng, mình cải thiện cái điểm số của mình lên theo cái cách mà chúng ta có thể chủ động được nha. Còn những câu còn lại mình làm cũng được, mình lụi rồi, mình không thể nào mà mình biết được là mình được bao nhiêu điểm ở phần đó cả. Chúng ta đang mong muốn đây là từ câu 31 đến câu 40 một cách chủ động chúng ta có thể làm được 1 đến 2 câu chẳng hạn. Đấy. Câu 32, một kính hiển vi thiên văn được dùng để ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 100 cm. Độ bổ giác của kính là 24, tính độ tụ của vật kính và thị kính. Ở đây chúng ta phải biết được cái công thức của kính thiên văn kìa. Theo đó thì khoảng cách giữa vật kính và thị kính nó sẽ bằng tiêu cự của vật kính cộng cho tiêu cự của thị kính. Tức là F1 cộng F2 sẽ bằng 100. Độ bổ giác được tính bằng F1 chia cho F2. Theo đề bài cho nó bằng bao nhiêu các em? 24. Vậy thì từ đây các em sẽ có là F1 của mình á, thì nó sẽ bằng là 24 F2. Thay vào trên, có phải là lúc này là F1 mình thay bằng 24F2, nghĩa là 25F2 của mình thì bằng 100. Đúng chưa? 25F2 bằng 100 thì dẫn đến F2 của mình thì bằng bao nhiêu các em? 4.
F2 bằng 4 thì độ tụ của nó bằng bao nhiêu các em? Chúng ta có độ tụ thì bằng 1 trên cho F. Lưu ý độ tụ khi được tính bằng diốt thì cái F của mình phải đổi về mét, mà lúc nãy của nó là cm. Vậy thì chúng ta lấy 1 này, chúng ta chia cho 4 này, rồi chúng ta nhân cho 10 mũ trừ 2 để ta đổi về mét. Được 25. Phải, các em chọn đáp án là D. Chọn đáp án là D. Và câu này nó thuộc kiến thức 11, có nghĩa là mình có thể biết được hay không thôi, nó cũng không khó nhiều. Có lẽ là ở cái lần gặp đầu tiên này chúng ta không nhớ nó đâu. Khi nào gặp 2 3 lần thì ta nhớ, ta cũng không phải vội là chúng ta phải học thuộc nó đâu. Được chưa các em? Chúng ta xem câu tiếp theo. Được chưa nào? Comment. Câu 33. Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn với tốc độ là 10 cm/giây. Gọi P là hình chiếu của M lên một đường kính của quỹ đạo tròn. Tốc độ trung bình của P trong một chu kỳ bằng bao nhiêu? Tốc độ trung bình của P trong một chu kỳ là bao nhiêu? Bạn Khương phải đáp án là A. Vậy thì để làm được câu 33 thì cái đơn vị kiến thức của mình phải nhớ là gì? Đó là mình phải nhớ rằng là hình chiếu của một cái vật mà chuyển động tròn, hình chiếu một vật chuyển động tròn đều lên một cái bán kính, lên một cái đường kính nào đó là một dao động điều hòa. Hãy để ý không nào? Giả sử em có một cái điểm M này chuyển động tròn trên quỹ đạo C này chẳng hạn, thì hình chiếu của nó, thì hình chiếu của nó lên một cái đường kính là điểm P ấy, là một dao động điều hòa. Trong đó cái V max của dao động điều hòa nó chính bằng vận tốc của vật chuyển động tròn. Ta để ý. Người ta hỏi là tốc độ trung bình của B trong một chu kỳ mà T là dao động điều hòa thì tốc độ trung bình của nó bằng quãng đường đi được chia cho thời gian. Mà thời gian này là một chu kỳ. Quãng đường đi được trong một chu kỳ chúng ta biết rằng nó bằng 4 ngày. Chúng ta biến đổi một chút để ta thu được một vài kết quả. 4a thầy ghi lại, t thì thầy ghi thành 2pi chia cho omega. Và thì lúc này 4 và 2 thì đơn giản đi, nó còn 2. Pi chúng ta ghi lại, omega ở bên dưới ta đưa lên, nó chính là omega nhân cho a. Mà omega nhân cho a này thì nó chính là V max. Vậy thì có phải lúc này là cái tốc độ trung bình của chúng ta đấy, nó bằng 2 chia pi nhân cho Vmax. Vmax của mình bằng 10, hệ số vào 2 nhân cho 10 và chia cho pi. Các em được kết quả là 6,36, tức là cỡ 6, chọn đáp án là A. Được chưa các em? Comment nào, được chưa? Mình cứ sẵn sàng cái tinh thần là hôm nay chúng ta làm được 31 câu, 10 câu mình lụi bình thường nha. Nhưng mà đề số 2 á, chúng ta vẫn có thể chấp nhận như vậy, nhưng mà trên cái tinh thần là nó tiếc nuối hơn. Cái đầu đề số 33 phải làm được 31 câu chứ, đúng không? Cái đề số 33 mà còn làm 30 câu hơi chậm rồi. Rồi, tiếp theo, câu 34. Một sợi dây đàn hồi căng ngang với hai đầu cố định sống trên dây với tốc độ không đổi nhưng mà tần số thay đổi được,
Khi F nhận giá trị là 1760 thì trên dây có sóng dừng với 4 bùng. Nếu F1 và F2 là hai giá trị liên tiếp cho sóng dừng trên dây thì hiệu này bằng bao nhiêu? Hiệu này bằng bao nhiêu? Chỉ mỗi bạn Cường làm thôi ạ. 34C. Phong đáp án là A. Đây là bài toán về sóng dừng trên dây nhưng mà với hai đầu cố định, đúng chưa? Thì với hai đầu cố định chúng ta có gì nào? Chiều dài của sợi dây này nó phải bằng một số nguyên lần của nửa bước sóng, hay nó sẽ bằng là nguyên lần của V chia cho F. Vậy từ đây thầy có F nó sẽ bằng là N V chia cho 2L. Biểu thức này thì gọi là biểu thức sao? Từ sao á, thì chúng ta sẽ nhận thấy một điều rằng là khi N bằng 1, khi N bằng 1 thì sóng dừng hình thành trên dây với một bó sóng. Đúng như là sóng dừng hình thành trên dây với một bó sóng. Bài toán người ta cho là khi F nhận giá trị là 1760 á, 1760 thì trên dây có 4 bụng sóng. Vậy thì từ đây thầy thay vào, thầy nhận thấy rằng là cái V chia cho 2L nó sẽ bằng là 1760 chia cho 4. Em xem thấy nó bằng bao nhiêu nào? 1760 chia cho 4. Chúng ta được là 440Hz. Mặt khác chúng ta để ý này, cái V chia cho 2L thì nó chính là cái tần số nhỏ nhất cho sóng dừng trên dây. Hay nói khác là cái tần số ứng với N bằng 1 các em. Và thì từ sau chúng ta cũng có thể tổng quát lên một điều rằng là các cái tần số để cho sóng dừng với N bỏ sóng trên dây nó chính bằng N nhân cho F, F min. Với N bằng 1 thì F của ta sẽ bằng là 440. Với N bằng 2 thì F của ta sẽ bằng 880. Với N bằng 3 thì F của ta sẽ bằng là 3 nhân cho 440. Điều này nó giúp chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là với hai cái tần số liên tiếp mà cho sóng dừng trên dây thì hiệu của chúng bao giờ nó cũng sẽ bằng 440. Hay nói khác là cái hiệu của chúng bao giờ nó cũng bằng F min cả. Đó chưa nào? Mình chọn đáp án là C. Và thì với sóng dừng trên dây với hai đầu cố định thì hiệu hai tần số liên tiếp mà cho sóng dừng trên dây thì bao giờ nó cũng sẽ bằng tần số nhỏ nhất cho sóng dừng trên dây cả, F min. Được chưa các em? Sẽ đến chỗ này nhiều bạn lặng thinh rồi, không nói gì nữa. Cường, Phong, Quân, Linh đi đâu rồi? Tranh thủ làm ly trà sữa rồi hả? Gì đây, Linh quá, đủ rồi, uống trà sữa đủ rồi à? Ngày nay có đi học môn gì không Linh? Nhiều không? Học từ sáng tới giờ. Ủa sáng nay học nhiều bài ta? Nó học vài tuần nữa, một hai tuần nữa ta thi học kỳ là xong, bắt đầu ta rảnh á. Câu 35. Trong giờ thực hành, để đo điện trở R của một độ mạch RLC không băng nhánh, một sinh đặt đĩa xoay chiều có tần số omega thay đổi được và hai đầu động mạch rồi đo tổng trở Z của động mạch.
Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của omega theo z, của z theo omega, giá trị của r gần nhất giá trị nào sau đây? Rất nhiều lần thầy đã nói với các em rồi, các bài tập về đồ thị thì cái bước ta làm nó sẽ đơn giản như sau này. Đầu tiên là chúng ta xem thử cái đồ thị người ta cho nó sẽ tương ứng với cái phương trình toán học là gì. Và cái phương trình toán học này chúng ta phải sử dụng những hiểu biết vật lý của mình để mình viết ra. Cái đồ thị này là đồ thị biểu diễn sự mối liên hệ giữa z và omega. Vậy bằng kiến thức vật lý của mình có z nó sẽ bằng là căn bậc 2 của r bình cộng cho l omega trừ 1 trên c omega tất cả bình. Đấy, cái đồ thị của mình nó có dạng là một cái đường cong. Bây giờ thế chúng ta đọc đồ thị là chúng ta đọc cái gì? Đọc đồ thị là đọc những điểm đặc biệt ở trên đồ thị nha. Điểm nó đặc biệt. Ở cái đồ thị này chúng ta nhận thấy là chúng ta thấy rằng là cái đồ thị này nó có giá trị nhỏ nhất là chỗ này này. Và cái giá trị nhỏ nhất này đang có giá trị là 10 ohm. Và thì khi omega mà thay đổi này em, omega mà thay đổi thì tổng trở của mình nó nhỏ nhất khi nào? Đó chính là lúc mạch xảy ra cộng hưởng. Mà mạch xảy ra cộng hưởng thì chúng ta sẽ có là cái hiệu giữa ZL trừ ZC bằng 0. Và lúc này Z của chúng ta nó đang bằng R. Trên đồ thị chúng ta thấy Z lúc này bằng 10. Và 10 này nó cũng chính là R luôn. Chúng ta chọn đáp án là C. Được chưa nào? Được chưa? Đấy, nhiều bạn mệt mỏi rồi không thấy nói gì nữa đây. Dương thoát ra ngoài rồi, 1, 2. Hoàng còn đó không đấy? Linh đi đâu nữa rồi? Tới câu 37 rồi. Và câu 37 là câu nông đề quốc gia thì lấy lại thôi mà không làm được à? Câu 36. Cường 36B, ghê vậy. Nhanh vậy. Một con lách lò xo được treo vào một điểm cố định ở nơi có giao tác trọng trường là G. Cho con lách chuyển động điều hòa theo phương tiện đứng. Lưu ý là con lách là giai đoạn điều hòa theo phương tiện đứng nha các em. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi theo lực đàn hồi. Theo lực đàn hồi. Với mốc thế năng đàn hồi thì được chọn tại vị trí lò xo không biến dạng. Thế năng đàn hồi của lò xo tại vị trí F đàn hồi bằng 0,3 N là bao nhiêu? Một cách tương tự như vậy, các em cũng phải hiểu rằng là những bài tập về đồ thị là chúng ta phải xem thử là cái đồ thị này nó biểu diễn mối liên hệ giữa cái gì và cái gì. Để chúng ta tìm cái phương trình toán học của nó đã. Đúng chưa? Và thì ra là mối liên hệ giữa cái gì và cái gì? Nó là thế năng đàn hồi và lực đàn hồi. Các em lưu ý với thầy á, là biểu thức của thế năng đàn hồi là gì? Thế năng đàn hồi của mình biểu thức của nó là 1 phần 2 K nhân cho delta L bình. Còn lực đàn hồi biểu thức của nó là gì? 1 phần 2 K delta L. Đúng chưa? Vậy thì từ đây có nó không có 1 phần 2 các em, thầy nhầm rồi. Thì từ đây có phải thầy có là delta L nó sẽ bằng là F đàn hồi chia cho K. Thầy lái cái này thầy thay vào đây. Thì lúc này thầy được một cái biểu thức là gì nào? Thế năng đàn hồi của mình này nó sẽ bằng là 1 phần 2 K. 1 phần 2, thầy nhầm rồi. 1 phần 2 K nhân cho F đàn hồi tất cả bình. Giờ thay vào K bình phương của mình ở mẫu số trên đó K nó sẽ đơn giản đi. Nó sẽ đơn giản đi. Và thì chúng ta có là biểu thức về mặt toán học của thế năng đàn hồi theo lực đàn hồi. Nó có dạng là một cái parabol. Nó có dạng là một parabol. Và thực tế cái đồ thị người ta vẽ nó cũng như vậy thôi.
cũng như nào. Bây giờ chúng ta sẽ khai thác đồ thị. Khai thác là chúng ta sẽ đọc những điểm đặc biệt nha. Đầu điểm nào là điểm này này. Tại F đàn hồi bằng trừ 1 thì thế năng đàn hồi của mình là bằng cộng 5 mJ. Xuống đây, 5 mJ của mình này nhân 10 mũ trừ 3 này nó sẽ bằng là 1/2 K. Thế năng này đàn hồi bây giờ là trừ 1 tất cả bình phương. Và từ đây chúng ta sẽ tìm được K. Và K của mình bây giờ lúc này nó bằng là gì? 1 bình chia cho 2 nhân cho 5 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy em được K là 100 rồi. K là 100 Newton mét. Khá là hay đúng không? Có K rồi. Quay lại xem bài toán hỏi gì. Bài toán hỏi rằng là thế năng đàn hồi của lò xo khi F đàn hồi bằng 0,3 Newton. À, đã có K rồi. Đã có K rồi. Thay vào đây, vậy là E đàn hồi của mình bây giờ sẽ bằng là 1/2 K là 100 đúng không? Nhân 2 đều là 200 nhân cho F đàn hồi tất cả bình. Đề bài cho F đàn hồi bằng 0,3. Thay vào 1 chia 200 nhân cho 0,3 bình. Rồi là kết quả nào? 4,5 nhân 10 mũ trừ 4 tức là 450 mJ. Rồi bài này thì không cho cây rồi. Hỏi thế năng đàn hồi và lại cho Newton. Sao Cường cho đáp án hay vậy Cường? Trời ơi, câu này thì làm lỗi không để đáp án rồi. Hỏi lực đàn hồi mà hỏi thế năng đàn hồi mà lại cho Newton. Nhầm rồi. Câu 30. 6. Ông Cường nãy giờ tròn lùi bao nhiêu câu rồi Cường? Tại có hai câu đồ thị. Đương nhiên là có thể bây giờ em sẽ cảm thấy nó khó, nhưng mà chúng ta cứ làm theo cái kiểu đó thôi. Xem thử cái đồ thị người ta cho là nó biểu diễn cái phương trình nào. Câu 37 không biết làm nè Cường. Câu 37 là câu trong đề quốc gia, đề minh họa quốc gia nó bao nhiêu đấy. Để cho lại thôi, vì có lần mình đã làm rồi. Để xem, không ghê thiệt. 37 thì chúng ta sẽ làm như sau này. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. AX là nửa đường thẳng nằm trên mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Và chúng ta vẽ đây, đây là AB của mình này. Đây là AX nè. Trên AX mà những điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại thì có các điểm như là M là điểm gần A nhất. M là điểm gần A nhất. Rồi đến N là điểm kế tiếp. Rồi đến điểm P. Và Q là điểm gần A nhất. Giờ ta vẽ nhầm rồi đúng không? Đầu tiên á, người ta cho M là điểm xa nhất ở điểm này. Sau M là đến N. Rồi N là đến P. P rồi là đến Q. Q là điểm gần A nhất. MN thì bằng 2,25. NB thì 8,75. Hỏi QA bằng bao nhiêu? Và thì để đơn giản, chúng ta phải xét một điểm bất kỳ ở trên tia AFP là điểm M chẳng hạn. Điểm M chẳng hạn. Khoảng này thì gọi là D1, khoảng này thì gọi là D2. Thế có phải là để M cực đại thì chúng ta có là D2 của chúng ta trừ D1 nó phải bằng K lambda đúng chưa? D2 trừ D1 chúng ta phải bằng K lambda. Đây là điều kiện để một cái điểm cực đại thôi mà.
chúng ta để ý rằng là đề bài người ta cho các cái độ dài liên quan đến khoảng MN, NP, tức là đang liên quan đến D1 của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cách chúng ta tìm xem cái quy luật của D1 là cái quy luật nào. Vậy thì mình sẽ sử dụng tiếp một cái phương trình nữa để tìm được quy luật của D1. Đó là cái dựa vào đặc điểm về mặt hình học của cái hình vẽ này đây. Có phải trong hình vẽ này là em sẽ có là D2 bình nó sẽ bằng D1 bình cộng trái AB bình đúng không? Từ đây thì sẽ rút D1 ra bằng cách là thay D2 của chúng ta nó sẽ bằng D1 cộng cho K lambda bình vào phương trình bên dưới. Để khai triển ra này, D1 bình cộng cho 2 lần D1 nhân K lambda cộng cho K bình lambda bình bằng D1 bình cộng cho AB bình. Vậy thì từ đây tại suy được D1 bình đơn giản đi. Vậy D1 có phải bây giờ nó sẽ bằng là AB tất cả bình trừ K bình lambda bình tất cả thì chia cho 2 lần K lambda. Đúng như nào? Cái đoạn MN nó chính là cái D1 của M mà trừ cho D1 của N. Đến đây thì ta sẽ khai thác tiếp một chút. Thứ nhất, M là điểm mà xa nhất. Để M là điểm xa nhất thì rõ ràng là K của M phải bằng 1. Bởi vì cái hyperbol này nó mới cách tia AX của ta tại điểm xa nhất thôi. Thay vào thì lúc này các em sẽ có là D1 của điểm M thì lúc này nó sẽ bằng là gì? AB bình trừ cho lambda bình chia cho 2 lambda. N là điểm tiếp theo, chứng tỏ rằng là K của N nó sẽ bằng 2. Thay vào D1 của N nó sẽ bằng là gì? AB bình 4 lambda bình chia cho 4 lambda. Tương tự như vậy, P là điểm tiếp theo thì rõ ràng K của B đó, thì nó phải bằng 3. Thay vào D1 của điểm B thì nó sẽ bằng là AB bình trừ cho 9 lambda bình chia cho 6 lambda. Này tính toán dài thôi, về mặt vật lý là cũng không khó. Bây giờ mình sẽ sử dụng các giả thiết còn lại về các cái đoạn thẳng nha các em. Đó là đề bài cho chúng ta là đoạn MN thì bằng 22,5. MN bằng 22,5 tức là các em lấy cái D1 của M mình trừ cho D1 của N bằng 22,25. Tiếp theo NB thì bằng 8,75. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy D1 của N chúng ta trừ cho D1 của B sẽ bằng là 8,75. Từ đây giải hai phương trình này ra, chúng ta sẽ tìm được AB và tìm được lambda. Phong tìm được AB bằng nhiêu Phong? Cường giải được câu này chưa? Phong lambda bằng 4. Rồi AB bằng bao nhiêu nào? Coi giải hay nãy giờ không giải hả Cường? Anh Cường đang tút mét mà không chịu giải. Giả sử số lần đang tút của Cường mà tương ứng với số lần giải đề. Bây giờ Cường thành siêu nhân rồi, siêu nhân Cường rồi. Alo, Linh còn đó không? AB bằng nhiêu Phong? Rồi, AB 18. Xong. AB 18. Bây giờ Q là điểm gần A nhất thì điều đó chứng tỏ rằng Q của mình phải nằm trên cái cực đại với K là lớn nhất. Thế thì ta xét cái tỷ số giữa AB chia lambda này sẽ bằng bao nhiêu? 18 mà chia cho 4. 18 chia cho 4 các em được là
4,5. Điều đó chứng tỏ rằng là cái điểm Q của mình nó thuộc cái cực đại K bằng 4, và là cái D của điểm Q nó sẽ bằng là gì? AB của mình là bao nhiêu nhỉ? 18 đúng không? Nó sẽ bằng là 18 bình nè, trừ cho K bình là 4 bình nhân cho 4, chia cho 2 nhân cho 4, nhân tiếp cho 4. Rồi tính xem bao nhiêu nè. 18 bình trừ cho 4 bình nhân cho 4, chia cho 2 nhân cho 4 nhân cho 4. 8,125. Rồi tính nhầm thế nào nữa rồi? Lambda bằng 4, 2, 4 rồi nè. AB độ dài đoạn QA đúng rồi mà. Là tính nhầm chỗ nào không Phong? Bạn nên tính được là 2,125. K bằng 4 thì đúng rồi này. Để Q mà gần A nhất thì Q phải nằm trên dãy cực đại ứng K bằng 4. Chuẩn rồi. Thay vào đây em phải tìm được D1 của điểm Q. Mà D1 của điểm Q chính là QA. Sai thế nào được nhỉ? 18 bình đúng rồi này. Nhân cho 4 bình đúng rồi, là K bình này, lambda là 4 đúng rồi. Chia cho bên dưới là 4 nhân 4 đúng rồi. Trừ cho 2 lambda. Bốn bình nhân 4 bình. À đúng rồi, lambda bình mà. Chà. Đúng rồi, sao cho đó rồi. Đúng rồi Cường ơi, kiểm tra lại này, bình phương lên. Đúng rồi, 2,125. Chọn đáp án là C, chuẩn rồi. Được chưa? 38, 39, 40 làm được không? Cường con 40, ngồi xem giải hết biết làm. Rồi, cứ bình tĩnh như ta giải thôi, không có gì phức tạp đây cả. Đầy điện áp U bằng U căn 2 với omega không omega thay đổi vào hai đầu động mạch rồi được CMAX nối tiếp. Khi omega thay đổi thì người ta cho chúng ta là đồ thị biểu diễn sự thay đổi của điện áp hai đầu các phần tử theo omega như hình vẽ. Hỏi 1, 2, 3 theo thứ tự tương ứng là những U nào? Hỏi U1 là U nào? Cái đường số 1 nó là U nào? Cái đường số 2 này là cái U nào? Đường số 3 là U nào? Chúng ta sẽ thử và chúng ta thấy thế nào? Đầu tiên, cái là dễ, chúng ta viết cái UR trước đúng không?
UR của mình nó sẽ bằng U nhân R chia cho Z. Z của nó là R bình này cộng cho L omega trừ 1 trên C omega tất cả bình. UC của mình là bằng gì nào? UC của mình sẽ bằng U nhân ZC là 1 trên C omega trên cho R bình cộng L omega trừ 1 trên C omega tất cả bình. UL sẽ bằng U nhân L omega, tương tự như vậy các em sẽ có dưới là R cộng cho L omega trừ 1 trên C omega tất cả bình. Đây là biểu thức biểu diễn UR, L và C theo omega. Cái dạng toán này nó cũng cũ rồi, do đó thầy cũng không dạy chúng ta tổng quát. Đây việc thử làm ta thấy này, từ đồ thị chúng ta nhận thấy ra này, khi omega bằng 0 thì nó có hai cây U nhận giá trị 0, đúng không? Em nhìn kỹ xem, khi omega bằng 0 thì chúng ta có nhận thấy là cái đường số 2 và cái đường số 3 này nó bằng 0 không nè. Và thì hai cái đường đó nó phải là cái U nè. Thử này, omega mà bằng 0, omega chúng ta thì bằng 0. Em nhìn cái mẫu số này thì cái tích L omega bằng 0, nhưng mà cái thương giữa 1 trên C omega là tiến về vô cùng. Vậy là khi omega bằng 0 thì UR của chúng ta này và UL là bằng 0. Còn UC nó sẽ khác không? Đúng chưa? Bởi vì khi ta cho omega bằng 0 ở dưới mẫu số của chúng ta nó có vô cùng. Ở trên tử nếu cái số hạng nào mà chứa hàng số này thì một hàng số mà chia cho vô cùng thì nó sẽ bằng 0. Và cái anh 2 và anh 3 này, anh 2 và anh 3 này nó phải là UL và UC. 2 và 3 là UL. À 2 và 3 là UR và UL thôi. Vậy là đáp án B và đáp án C là không đúng rồi. Anh 1 là anh C nó mới đúng. Đúng chưa? Tuy nhiên mình nhận thấy rằng là khi omega mà bằng 0 thì UC của mình nó bằng U. UC của mình nó bằng U. Mà chúng ta nhớ lại cái điều, chúng ta nhớ lại này, U hai đầu động mạch mà chứa R nó cực đại khi mạch xảy ra cộng hưởng, và cái giá trị cực đại của nó đúng bằng hiệu thế U hai đầu động mạch luôn. Và chúng ta nhìn thấy cái đỉnh của đồ thị 2 này nó đúng bằng giá trị U là giá trị ban đầu của UC. Điều đó chứng tỏ rằng 2 phải là R. Và chúng ta chọn đáp án là A. Để chứ nào các bạn, em còn theo dõi là chúng ta vẫn không tiếp thu được. Khi nào em bỏ cuộc rồi chúng ta mới không tiếp thu được. Còn theo dõi, còn nghe thầy trình bày chứng tỏ rằng là chúng ta vẫn còn tiếp thu được. Thôi thức đi, ship lên cho một ly trà sữa nha bạn Linh. Câu 39 nhìn số 2 là biết cái R luôn, không biết chọn A2B mà thì phải nhờ ông ba phù hộ rồi. 50-50 rồi mà Phong đã chọn phương án là ông bà giúp đỡ 50-50 rồi. Rồi tiếp 39C quá nhanh. Cường chọn C, đúng không ta? Phương trình truyền tải điện năng ta chỉ có mỗi phương trình này thôi. Điện áp truyền đi bằng hao phí cộng cho công suất nơi tiêu thụ. Điện năng truyền đi từ nhà máy phát điện đến nơi sản xuất bằng đường dây tải điện một pha. Biết xưởng sản xuất sử dụng động cơ điện một pha và hoạt động bình thường, bỏ qua hao phí khác ở xưởng. Khi 5 động cơ làm việc thì hiệu suất của quá trình truyền tải là 100. Nhưng mà là khi 5 động cơ làm việc thì hiệu suất truyền tải là 100, đúng không?
Vậy thì chúng ta đơn giản chúng ta gọi là công suất truyền đi là 100, hiệu suất là 90 thì dẫn đến hao phí của nó là 10, đúng chưa? Và cái nơi tiêu thụ nhận được là 90, nó sẽ tương ứng với là 5 động cơ làm việc. Vậy là mỗi động cơ của chúng ta nó sẽ tương ứng với bao nhiêu các em? Mỗi động cơ của chúng ta nó sẽ tương ứng là 90 chia cho 5 là 18. Như vậy là mỗi động cơ của chúng ta nó sẽ tương ứng với công suất là 18. Bây giờ lúc sau người ta dùng là 15 động cơ. Vậy thì công suất của chúng ta nó sẽ tăng lên là 15 nhân cho 18 bằng bao nhiêu nào? 15 nhân cho 18. À lúc bây giờ là 270. 270. Công suất tiêu thụ lúc bây giờ là 270. Lúc đầu nó chỉ là 90 thôi, ứng với 5 động cơ. Mà như vậy từ đó ta suy ra là mỗi động cơ nó tiêu thụ một cái công suất là 18. Và thì 15 động cơ ta nhân lên thôi. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy một điều rằng là gì? Bởi vì là để động cơ làm việc được thì cái điện áp đặt vào hai đầu nó là không đủ. Đúng chưa nào? Mặt khác chúng ta có B tiêu thụ thì bằng U tiêu thụ nhân cho Y nhân cho coffee nữa, nhưng mà coffee tính bằng 1 rồi đấy. U tiêu thụ là không đổi, mà công suất của mình bây giờ nó tăng từ 5 lên 15, tức là tăng lên 3 lần. U không đổi dẫn đến lúc này chúng ta nhận thấy rằng là Y của chúng ta nó tăng lên 3 lần. Đúng như nào? Y của chúng ta tăng lên 3 lần thì dẫn đến hao phí của mình nó sẽ tăng lên 9 lần, bởi vì hao phí của chúng ta nó sẽ bằng là Y bình nhân R mà. Hao phí chúng ta tăng lên 9 lần, lúc đầu là 10, như vậy lúc sau chúng ta sẽ là 90. 270 mà cộng thêm 90 tức là công suất truyền đi của mình là 360. Vậy hiệu suất của mình nó sẽ bằng là 1. Nó sẽ bằng là B tiêu thụ chia cho B, tức là bằng 270 chia cho 360. Kiểm tra xem có đúng không? 270 chia 360 kèm được là 75%, 0,75. Mình chọn đáp án là C. Được chưa? Được chưa Linh? Cường? Phong? Giờ có mệt mỏi thì cố gắng được vài hôm thôi các em, vài hôm thôi. Rồi, câu 40. Câu cơ. Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn thì có hai con lát lò xo. Phẳng nằm ngang là nằm trên mặt bàn đấy. Nhưng ta vẽ thế này chúng ta dễ nhìn. Giá chúng ta không thể vẽ trên mặt bàn được. Bạn Linh đã bán là A, nên chọn bừa hay Linh? Là tự làm đấy. Tí gửi đáp án à. Đáp án bài kiểm tra là bài nào Phong? Bài tối qua hả? Bài tối thứ nhật của Phong. Rồi bắt đầu. Bài cuối cùng. Lò xo nó có độ cứng là 40 Newton trên mét. Các vật nhỏ A và B có khối lượng lần lượt là M và 4M. Lưu ý các vật nhỏ của mình nó có khối lượng là M và 4M. Thì chúng ta để ý cho thầy á, là bởi vì các em có omega thì bằng căn bậc 2 của K chia cho M. Mà khối lượng của vật B là bằng 4 lần khối lượng của vật A. Như vậy dẫn đến là omega của vật A nó sẽ bằng 2 lần omega của vật B nha các em. Để đơn giản đó, ta ghi bằng 2 lần omega. Tức là omega của B thì bằng 1 thì omega của vật A nó sẽ bằng 2. Ban đầu người ta kích thích dao động của hai con lắc này bằng cách là giữ cho cả hai giãn 38 cm rồi thả nhẹ. Như vậy dễ dàng chúng ta nhận thấy rằng là phương trình dao động của hai mặt là gì. Đây, chúng ta chọn hệ trục tọa độ thế này cho dễ này, y này, x này,
có phải là x của ông A nó sẽ bằng là 8 cos 2 omega t đúng không? Còn y của ông B thì nó sẽ bằng là gì? 8 cos omega t. Hỏi trong quá trình dao động, lực đàn hồi tác dụng lên giá đỡ y có độ lớn nhỏ nhất là bao nhiêu? Con led của mình là con led lò xo nằm ngang. Như vậy lực đàn hồi bây giờ nó đúng bằng kx luôn. Cái lò xo A thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi Ka thế này, Fa thế này. Cái lò xo B thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi Fb như thế này. F của chúng ta là lực đàn hồi thì nó sẽ bằng K nhân cho x, bởi vì lò xo là nằm ngang mà, về mặt độ lớn nó sẽ bằng kx. Và thì cái điểm Y của chúng ta nó chịu tác dụng của hai cái lực đàn hồi và vuông góc với nhau các em ạ. Vậy thì cái lực đàn hồi tổng cộng tác dụng lên Y, các em phải tính bằng tổng lực đàn hồi của A và B. Nhưng mà các em nhớ cho thầy là tổng này là tổng vector chứ không phải là tổng cộng đại số đâu. Vì vector lực chúng ta là một cái đại lượng vector mà. Mình cộng phải cộng vector. Chúng ta cộng thì cộng theo quy tắc thì bình hành, mà hai này vuông góc với nhau á thì dẫn đến lực đàn hồi mà tác dụng lên điểm Y của chúng ta phải gọi là Fi, nó sẽ bằng căn bậc 2 của Fa bình cộng Fb b bình. F của chúng ta là bằng K nhân cho x mà x thì bằng A nhân cho cos đó. Và là chúng ta rút cái Ka ra bên ngoài là như nhau cả. Bên trong nó sẽ còn là cos của 2 omega t bình cộng cho cos của omega t bình phương. K của mình đề bài cho là 50, A đề bài cho là 8 cm. 8 cm như nào? Vậy thì chúng ta nhận thấy rằng là Fi của mình nó có dạng là một cái biểu thức, mà ở bên trong biểu thức này nó chứa một cái hàm số, là hàm số này. Vậy Fi của chúng ta mà nhỏ nhất khi cái y của chúng ta là nhỏ nhất, với y của mình nó sẽ bằng là cos bình 2 omega t cộng cho cos của bình của omega t. Đấy, đó là bài, đó là một vấn đề toán học xác định cực trị của hàm số không? Có nhiều công cụ để mình làm. Tính thứ bậc 2, đạo hàm bất định thức tùy, các em có thể chọn một trong các cái phương pháp đó. Và thì thầy sẽ chọn một cách điển hình chẳng hạn, chọn một cách điển hình. Để đơn giản, đầu tiên chúng ta sẽ khai triển ra cos bình thì chúng ta thay bằng gì em? Cos 2 omega t chúng ta sẽ thay bằng 2 cos bình omega t trừ 1. Cos bình omega t. Làm đại số đi thầy. Đại số là làm theo cách nào? Muốn đạo hàm hay làm gì? Đến đây xử lý thế nào đây Cường? Anh Cường muốn xử lý thế nào cho nhanh? Đến đây Cường xử lý thế nào cho nhanh? Có cần khai triển nữa hay không? Hay là đạo hàm luôn cho nhanh? Khai triển. Đây, chúng ta làm như sau cho nó nhanh này Cường à. Chúng ta gọi cái cos omega t là x đi. Và thì cái phương trình bây giờ chúng ta sẽ y nó sẽ bằng là gì? 2x bình trừ 1 bình phương cộng cho x bình. Để cho nó nhanh nha. Đạo hàm theo x.
đáng ý. Đạt lý cái được gì đấy Cường, anh này đại hàm trước nha, chúng ta cũng không khai triển làm gì cả, đạo hàm mà khai triển gì cho nó mệt. Đạo hàm chúng ta sẽ được là 2 này nhân cho 2x bình trừ 1, 2 này nhân cho 2x bình trừ 1 rồi nhân cho cái bên trong đạo hàm, mà cái bên trong đạo hàm chúng ta sẽ được là 4x. Đạo hàm của số hàng thứ hai là chúng ta sẽ được là 2x cho chúng nó bằng 0. Các em được chỗ phép đạo hàm này chưa? À, anh này nhầm chỗ này rồi. Đặt anh này là x thì anh này chỉ còn là x thôi chứ. Cái số hàng bên ngoài này chỉ còn là x thôi nha các em, như vậy anh này chỉ còn là 1 thôi. Giải phương trình này ra thôi, nhân vào. Nhân vào đây thì các em sẽ được là 8x 2x bình trừ 1 cộng cho 1 bằng 0. Tức là chúng ta sẽ có là 16x mũ 3 này trừ cái 8x này cộng cho 1 bằng bằng 0. Thì để nhầm rồi, nhầm cho đoạn này rồi các em. Xin lỗi các em, nhầm chỗ này rồi. Đặt cho chúng ta đặt cos bình omega t bằng x mà, thì cái phương trình chúng ta nó như thế này chứ. Em để ý rồi, thầy nhầm rồi. Cái phương trình ta bây giờ nó trở thành như thế này thôi chứ, đặt x bình rồi mà, thì nó còn sẽ là 2x trừ cho 1 tất cả bình, bên ngoài là x. Và đạo hàm của nó ta sẽ được là 2 này nhân cho 2x trừ 1 nhân cho 2 cộng cho 1. Vậy này ta nhân vào chúng ta sẽ được là 8x trừ cho 4 cộng cho 1 bằng 0. Vậy là x của chúng ta nó sẽ bằng là 3/8. X bằng 3/8 mà thay lên đây thì y ta bằng bao nhiêu nào? 3/8 thêm đây thì y của ta sẽ bằng là 2 nhân cho 3/8, 7/16 anh Linh. Rồi 7/16 có 7/16 rồi, thay ngược lên đây, thay ngược lên đây, 7/16 thay ngược lên đây đúng không? Nhưng mà là anh này là bằng 7/16 này. Vậy chúng ta có k của mình là 50, a của mình là 0.08 nhân cho căn của 7/16, chúng ta được là căn 7, căn 7 là 2.6 meter. Chọn đáp án là D. Được chưa nào? Câu nó kiểm tra kỹ năng toán học của mình thôi. Câu này thì thầy đã chế ra cách đây lâu lắm rồi, từ hồi não vào nào. Nhiều trường ta vẫn dùng người ta tham khảo để thi thử các em. Em sẽ thấy làm các đề thi thử, nó sẽ có một số bài này, nó nói là bài ngày xưa thầy chế ra. Được chưa Phong? Cường? Rồi, thầy gửi file lại cho các em, chúng ta dừng lại thôi. Chào tất cả các em. Chào Phong, chào Cường, chào Linh. Vì Linh BB Thư là Thư đứa nào?